Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Như tập phim hôm trước thì các bạn cũng đã biết là mình đã vào đây để trao đổi với gia đình nhà chị Tiềng, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ mà bị hai căn bệnh ở trong người. Thì sau hôm đấy thì chị Tiềng đã đi Hà Nội khám bệnh luôn. Thì từ hôm đấy mình chưa có dịp để vào đây cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cũng biết. Và cũng có một tin rất là vui, đó là một hôm đầu tiên đã được hơn 20 triệu. Và sau khoảng 3 hôm nữa thì hiện tại mình đã nhận được khoảng hơn 50 triệu rồi cho gia đình nhà chị rồi. Nên mình vào đây để xem tình hình bệnh tình của chị như thế nào, có cách nào cứu chữa không, hay là có phương án nào khác nữa, và báo tin vui cho gia đình. Hôm qua thì ở tập phim ngày hôm qua, tối hôm qua về mình đăng video được cho cả nhà cùng xem, đó là cầu chống trơ đã đổ xong sân thượng lưu phía trên. Thì hôm nay bà con bảo xin một nghỉ một ngày để bà con đi cày ruộng bậc thang ấy, cày bừa đi cấy ruộng bậc thang ấy. Nên là hôm nay nghỉ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục trở lại với cầu nhé. Xin chào. Con chào bà nhá. Vâng. Đây nhà của chị Tiềng đây. Đấy, em khẩu trang mà. Em chào chị. Chị Tiềng, hôm nay chủ nhật à? Nhỉ. Yeah. Chủ nhật được đấy, được nghỉ nha. Được nghỉ nửa tháng rồi đây. Nửa tháng rồi á? Vâng. Dịch à? Dịch. Lấy cái ghế ra đây ngồi để hỏi thăm tí xem nào. Bé đi lấy ghế. Đây, đây có cái ghế này. Hôm tình hình là hôm trước đi khám như nào chị ơi? Dạ, hôm đi khám bác sĩ bảo là họ làm sống sông ấy. Xong đi xong là nó lẩy viêm sỏi, xong rồi nó chui vào thận ấy. Chui vào thận rồi à? Vâng, nó chui vào trong thận, xong lại bác sĩ bảo là tình hình như này lại không tán được. Vâng, à. Không tán được thì về nhà bệnh viện cố mình rút sông, xong lại tiêu giói, xong lại uống thuốc xem tình hình như nào. Thế là tưởng là xuống Hà Nội mà đấy, làm được, mà bây giờ xuống tận Hà Nội mà họ trả lời đấy. Chị có sẽ cái kết quả đâu chị, cho em xem này. Nghe thấy một cái tin cũng khá là buồn, tức là tưởng là họ xuống đấy họ mổ họ chữa trị kiểu gì, nhưng xuống đấy họ lại trả lời đấy. Chị thì tưởng là đi xuống đấy thì được điều trị, lấy thì đấy mình khỏi phải lo nữa. Bây giờ thì làm thế nào bây giờ? Bây giờ là họ trả lời như thế là họ bảo mình là cứ phải chống chung với lũ thôi đúng không? Và uống thuốc thường xuyên thôi đúng không? Vâng. Chứ không có cách nào nữa. Vâng. Không phải mổ thận, mổ tiếc gì đâu cả. Vâng. Họ bảo là không mổ được ấy. Không mổ được. Vâng, nếu mà viên thận nó không chui vào, viên sỏi ấy không chui vào thận thì mổ được. Nhưng mà bây giờ thì viên sỏi là họ lại lạt ống, xong lại là ống sông ấy, lẩy nó lên, nó chui vào thận được ấy. Bác sĩ bảo là như thế này thì mổ thì nguy hiểm lắm. Mổ thì quá nguy hiểm đúng không? Giờ từ hôm nọ đi khám về chị nghĩ như thế nào? Hơi kiểu hơi buồn đúng không? Vâng. Bây giờ nếu mà bình thường thì nó chữa được thì nó lại rất là đơn giản, nhưng cái này nó lại không chữa được, tức là phải sống chung với lũ. Trong người mình lúc nào cũng có thợ, có sỏi. Vâng. Khổ quá nhỉ. Đây là nhiều ấy lắm các bạn ạ. Nhiều cái phiếu kết quả lắm. Thì bên này là thận, đây là hình ảnh sỏi thận phải, đây này. Niệu quản, bàng quang. Đây. Đây có cả đơn thuốc về đây này. Chuẩn đoán sỏi thận và niệu quản phải đã đặt sông niệu quản phải. Ai da, cầm thế nhỉ. Đây ống sông ở trong người đây đúng không? Vâng. Đây hiện tại trong người chị có một cái ống sông này này. Mùng mấy được rút rồi chị? Mùng 7 ngày mai. Ngày mai rút à?
mai đi mai hạ xuống khá vượt sông. Thật sự là một tin khá là không được vui cho lắm. Thật ra là mình cứ nghĩ là xuống ở bệnh viện ở trên này người ta không chữa trị được thì xuống ở dưới kia thì người ta hiện đại hơn, người ta khoa học tiên tiến hơn thì người ta chữa được, nhưng mà xuống đấy thì bác sĩ tức là khám một lần này hay là hai lần? Hai lần. Bác sĩ người ta trả lời là bây giờ cái sỏi nó vào quá sâu rồi các bạn ạ. Nó vào quá sâu và không mổ được, mổ thì rất là nguy hiểm. Đấy. Hôm trước thì có một người gọi điện đến để liên lạc với kênh bảo là có một người muốn hiến cả thận do chị, nhưng mà mình nghĩ là cái công việc mà hiến thận thì chắc chắn là ghép thận thì nó nhiều tiền lắm, chắc nó phải là tiền tỷ quá. Thế bây giờ thì bác sĩ trả lời được cách duy nhất là chỉ có mua thuốc về uống ở nhà thôi, còn không có cách nào nữa. Nên là cũng hơi buồn một chút. Thế thì khó nhỉ, các cháu bé này. Đấy, lúc đầu ở trường lấy điều trị xong lại mừng, cô cháu còn mừng đi, xong lại về đi khám, còn bác sĩ nói như thế, chị còn khó có lấy luôn. Dạ. Bây giờ uống thuốc thôi cho nó thuyên giảm, chứ còn mổ thì chắc chắn là không mổ được. Cái viên sỏi nó chui tọt vào trong thận đó. Đúng. Sợ thế nhỉ? Một bên là hay là cả hai? À chưa, một bên thôi gì? Chui một bên họ lặt ống xong. Nói chung là cần phải theo dõi, uống thuốc và theo dõi một thời gian nữa. Thì hôm nay em vào cũng báo cho gia đình là từ hôm đấy, từ 3-4 hôm từ hôm đấy đến hôm nay thì em nhận được cái số tiền cũng khá lớn, em tưởng là được chữa được thì tiếp tục chữa bệnh. Còn bây giờ đã được tổng từ cả hôm nọ ấy, đến hôm nay là khoảng hơn 50 triệu rồi. Thì muốn vào báo cho gia đình, nếu mà bệnh mình chữa được thì tiếp tục chữa, mà không chữa được mà phải uống thuốc trong thời gian dài thì nên trích một ít ra để sửa sang lại cái nhà này đi. Không thì bây giờ chị mà yếu thế này mà con cái ngủ ở trong một cái ngôi nhà này, các bạn biết nó đang siêu thế này, mà nếu mà gió bão vào cái mùa sắp tới này này, tháng 4, tháng 5 này này, là mình nghĩ là cái nhà nó không trụ được, nó sẽ đổ. Đấy, đưa báo về toàn về con đi ngủ nhà hàng xóm ngủ nhờ. Cái này thì em sẽ liên hệ đến, nếu mà lúc làm thì em sẽ liên hệ với đoàn thị xã này, người ta sẽ giúp nhiều cái đào móng đào miếc ấy. Thì mình cũng không phải làm to tát làm gì cả, ba mẹ con chỉ cần xây một cái nhà cấp 4 bé bé bằng cái này thôi. Gạch ba vanh lập tôn lên ở xong cho đội này nữa khổ thân nó nhé. 3 tuổi một đứa, 9 tuổi. Cái này đất ngày xưa là chị kè ra đây để mà ấy à, mà tôn đất giả, không phải đất cũ đâu đúng không? Kè đi xong mới đổ đất. Sâu không? Không sâu mới đó. Bên này không sâu mới đâu, dưới kia đoạn dưới kia. 1 mét không? Chắc hơn 1 mét. Ôi, này đất mượn này cũng làm được nhà xây ở đấy đâu. Còn bên này có làm được không? Lấy cho thì đường nó qua trước mặt rồi đấy. Cho ông bà đi một lối nhỏ. Ông của nhà không? Ông ở nhà nhưng mà ông uống rượu. Uống rượu rồi à? Đây này, nếu mà làm thì làm sát vào đây này. Đường ông bà đi qua trước sân ấy. Thì cái tầm sân bên ngoài này nó rộng, nhìn đẹp.
À, các bạn ơi, ở đây thì nhà chị ngay gần suối bên dưới này này. Đấy, nên là cái vật liệu là ở đây khá là sẵn. Ở dưới này có bãi đá rồi là cát đấy. Nên là ngày trước là chị cũng hay đi lấy cát ở dưới này, này. Hay đi bốc đá thuê cho đội anh Vĩnh ấy. Nên là nếu mà làm nhà thì nó tiện được cái vật liệu, rất là tiện. Chị gái. À, chị gái à? Vâng, xin chào chị nhé. Cô chú đấy nhé. Chào cán bộ. Vâng, không, cháu từng dân thôi, cán bộ đâu. Cũng biết nhau rồi nhỉ? Vâng. Đi làm công trình rồi nhỉ? Chú đi làm công trình á? Trước đây đi làm với theo thằng Chiến ở trên kia ấy. À, thế à? Chiến này đây ông Chiến hết cũng chả, không cho bà. À, Tiến ở trên Phúc Sơn đấy cơ. Ừ. Làm cho nó rất là cùng quá. À, thế cũng biết xây thế, người nhà biết xây thế nhỉ? Ừ. Cháu đang bảo hôm nay vào thông báo gia đình là tiền nong để khám chữa bệnh, nếu mà không chữa được thì giúp các cháu làm, giúp chị các cháu làm cái nhà bé bé. Ừ. Các cháu cho ở chú làm luôn đi. Vâng. Cháu. Thế thì chị xem là xem ngày đi, không cần nó phải ngày dài lắm đâu, làm thì làm luôn đi, không là mưa gió xuống đâu. Gọi xếp lại, xếp trưởng bên kia xem. Vâng, gọi xuống xem nào. Gọi xuống. Dạ. Gọi anh Đoàn. Nhà mình có nhốt à? Có. Đâu? Nhốt nhốt. Đi. Có lắm, nhốt lắm. Không cây à? Cây không có cây à? Có, lại đây nhà ấy, nhà bên cạnh có. Dạ. Con thối vào luôn. Hai chú cháu đi vặt nhốt các bạn ạ. Mình ở ngoài nhà không có. Đi vào trong bản này nhiều đồ hay lắm. Đây khu vực này là toàn người đồng bào dân tộc Thái các bạn nhé, những ngôi nhà sàn người Thái này. Ở bên dưới kia là cảnh suối nước chảy. À, ở dưới này có một cái cầu, có một cái cống hộp giống hệt cái công trình của mình ở trong cầu huyền thoại chống chơ ấy. Cầu này thấp hơn. Đi vào đây à? Hay đi đi xuống dưới cháu. Ồ, chào chủ nhà. Đang đi xin quả nhót. Đâu? À, cái nhót dưới này à. Đặt đi. Đây là đằng sau nhà chị Tiền đấy các bạn này. À, kè cái bờ đá rất là cao, cái này mà làm nhà ra đây nó nguy hiểm á, sạt đi. Bờ đá phải đến mấy mét đấy, 4-5 mét cái bờ đá này. Cảnh bà con đang đi bốc đá suối ấy. Ở đây mà làm nhà thì làm cái đá móng suối này thì tuyệt vời luôn. Không gì phải nghĩ được. Đây, chị Tiền cũng hay đi bốc kiểu đấy. Cây nhót đây rồi. Nhiều chưa này. Như cái bông gạo luôn. Đây. Đây các bạn này, nhìn thèm chưa, nhót nhà không biết là ở miền trong có không nhỉ, nhưng mà có chứ nhỉ. Nhót đây các bạn, nhót xanh. Đúng lắm, ngon nhỉ. Cái người Thái ấy,
người ta hay có cái những cái gia vị mà để chấm cái nhót này rất là ngon. Này, sai chưa? Rất là to luôn nhá. Đây là cây nhót của nhà hàng xóm các bạn ạ. Không phải là nhót của nhà chị đâu. Nhà hàng xóm, tăng xin nhà hàng xóm. Được rồi các. Được rồi. Đấy. Túi nhót này. Về ăn thoải mái. Có cơ gói chứ gì được. Còn lá tỏi à? Đây. Người Thái người ta hay có cái bài cuốn lá tỏi. Đây. Cuốn lá tỏi hay là cuốn cái su hào ấy nhỉ? Cải bắp. Cải bắp ấy. Đây nha, ăn đúng bài của người Thái các bạn nhé. Chấm này đúng ra đấy, đúng ra phải là có gừng này hoặc là có chẩm chéo ấy, người Thái ấy. Ngon. Người Thái hay có cái bài là cuốn với lá tỏi như này này, ăn nó không chua mấy, đấy, nó rất là ngon. Vào vào ham đấy, ta xin các bác quẩy đấy. Thế gọi bảo gọi ai gọi chưa? Gọi rồi. Gọi đấy là anh trai. Anh cả. Hai đồng hao. Vâng. Gọi ông đây để xem bàn bạc cụ thể như nào. Làm luôn cho các cháu mưa gió không khổ. Nhất thì giao cho chú đường mà các việc làm cái nhà ấy. À vâng. Đấy, nếu mà có người nhà làm được thì tốt quá. Bọn cháu đỡ phải vất vả nhiều. Đấy, cứ giao công cán như nào, người nhà mình làm khác. Đấy. Vâng, vâng. Phải gọi. Chào chú nhá. Vâng. Cái gân của nó có. Nay em bảo vào để giúp đỡ gia đình làm nhà cho các cháu. Các chị với các cháu thì chị có gọi anh là để xem cái hướng như thế nào, ngày tháng, vâng. Ngày công việc này. Càng sớm càng tốt. Chú ạ, chú ngồi đây đi. Vâng. Không mang theo sổ à? Có. Năm năm rồi. Ấy da, có cả cái gì đấy? Gia bàn. Ấy, nhờ bác cả của gia đình. Đây là con rể cả của ông các bạn ạ. Về để xem ngày xem mà được cái triển khai luôn. 85 à? Có cả sổ sách để xem ngày. Thế nó gọn luôn. Ất Sửu. Ất Sửu. 38 tuổi. À các bạn ơi, chú vừa mới xem ngày là được ngày nếu mà lâu thì là phải hơn 2 tuần nữa, còn nhanh thì là ngày kia. Thì mình cũng đã quyết định luôn là thôi cứ làm đi cho nó sớm các bạn ạ. Ngày kia thì có thể là gia đình sẽ triển khai giữ nhà và đào móng luôn. Cái nhà này thì hình thức nhà này thì giống với các nhà thiện nguyện trên kênh mình làm á. Rộng 5m, phủ bì, dài 10m. Hình thức là cái này là làm nhà ngang, chưa tính hiên nhé. Làm nhà ngang là quay với chú định, chị định quay lên đây à? Hay là quay về túi này? Đấy, hai chiều đó, hai hướng đấy. Nhưng mà cái nóc là vẫn đi kiểu này. Kiểu này. Giống kiểu tre treo vẫn giống hình thức nhà cũ này đúng không? Vâng, hình như này. Nhưng mà cửa đại thì là thích mở ra xong lại cũng được. Mà mở ra xong lại cũng được. Nó cũng là cùng một chiều hết. Ở cái nền này thì đất mượn chắc không được đúng không ạ? Nhưng mà dịch hẳn lên tận đây. Đấy, đây. Thế mà tự đào móng từ đây sang trên kia. Thế thì đường ra trước mặt. Đường ra trước mặt, nhưng mà mặt bên này là cho đường sang đây. Nhưng mà mặt bên này đường sẽ bị sát vào đấy. Đường vào nhà ấy. Cái này phải hỏi bên hành lang, bên
bên địa phương người ta báo cho là hành lang này là bao nhiêu mét để mình... À cái này đây là cái này là nguyên cái này là đất có sổ đỏ rồi. À, đúng. Sao? Đấy, từ cái mà cứ mặt tà lui này sang bên này là đất có sổ đỏ hết rồi. Còn từ tà lui lên trên kia là cái đấy là mới đất hành lang thôi. Ok. Thế thì xem bên gia đình có báo được bên thôn bản không, được người ta giúp đỡ này không thì em sẽ không, thì giữ lại nhanh thôi, nhờ cái gọi bên... mấy anh em về xong là làm thôi. Em sẽ nhờ về giúp thôi. Nhờ bên đoàn viên nữa thì xem có được không, đoàn viên thị xã ấy. Thì được thì giúp đào móng luôn, dỡ xong phát là vạch vôi đào móng luôn. Dỡ xong là đấy ngày luôn. Căng dây mà. Xong là chỗ chị có người nhà xây được cái gì? Ừ. Chú tìm một đổi xây cho cháu. Nhé. Chú là Nam vô đi. Ừ. Làm một vùng với cháu luôn nhé. Vâng. Xây nhé. Đấy xây với gia đình. Còn xe cộ thì bọn cháu sẽ hỗ trợ, mà không hỗ trợ kịp thì phải thuê xe anh Vĩnh. Tại vì xe mình bây giờ đang rất là bận ở trong công trình trong cái trước chắc sang bên này được. Phải cố gắng. Nên xe thì là chú hợp đồng với cháu luôn. Vâng. Nhá. Rồi rồi ok. Đây thì chú làm luôn. Vâng. Phải có quân về đấy. Cháu là cháu quán cho mét vuông thôi. Mấy người nhỉ? Cháu không biết đội chú thì tùy. Tùy với đội thợ thôi. Còn cháu chỉ quán theo mét vuông luôn. Chú thì phụ bữa. Chú Nam thì là cầm gạch. Các bạn ơi, hôm nay thì vào báo tin cho gia đình như vậy. Và cái số tiền của các Mạnh Thường Quân hiện tại đã được hơn 50 triệu. Trừ đi hôm trước là chị ứng 10 triệu này. Đi khám bệnh và tiền xe hết mấy triệu nhỉ? 4 triệu 8. Đấy, còn lại là mấy triệu thì... Còn lại 5 triệu 2 đúng không? Còn lại 5 triệu 2 thì bây giờ nó rơi vào khoảng hơn 40 triệu. Thì cũng rất mong là các Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ thêm cho chị và hai cháu. Chắc cái nhà xây cấp 4 ở đây thì bây giờ ngày trước mình làm thì gần tầm khoảng 80-90 triệu. Thì bây giờ chắc cũng phải tầm 100 rồi. Tại vì vật liệu sắt bây giờ nó đắt, cát sỏi nó đắt hơn là năm ngoái các bạn ạ. Ok, chị với gia đình nghỉ ngơi nhá. Vâng. Nên báo tin và cũng thống nhất được cái... Cảm ơn cháu nhé. Cái công việc luôn. Vâng. Vâng. Rồi, cảm ơn cô nhá. Chị nhá, thôi cố gắng thôi. Bệnh tật thì mình sống chung với lũ thôi, bây giờ không biết làm kiểu gì nữa. Không ai lường trước được, bởi vì số phận nó thế thì là phải chịu thôi, phải gánh chịu thôi. Vâng. Ừ. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày kia. Sẽ là ngày động thổ giúp đỡ gia đình chị. Sáng ngày kia nhá. Cháu về đây.